Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ một món bánh rất là dễ làm, nguyên liệu cũng đơn giản nữa. Chỉ cần 3 thành phần thôi mà mình đã có một món bánh vừa giòn vừa béo thơm, ngon lắm luôn. Đó là món bánh cốm ngào bơ sữa. Món bánh này Diễm nghĩ những em nhỏ rất là thích luôn. Cách làm như thế nào? Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh cốm ngào bơ sữa này với Diễm nha. Để tạo độ giòn cho bánh thì mình cần cái gạo nổ giòn dùng để ăn sáng đó, cái hiệu này. Nếu mà mình ở Na Uy thì mình mua ở Coop Ups mới có. Một gói như vậy nó là 360g và mình sẽ dùng hết luôn. Còn nếu mà mình tìm được gạo lứt mà nổ giòn mình thay thế cũng ngon và bổ dưỡng nữa. Để tạo độ kết dính cho món bánh này thì mình cần 250g marshmallow. Lúc Diễm chia sẻ công thức bánh trứng muối tiết hoa đó thì nhiều chị không biết marshmallow là gì. Marshmallow nó là một dạng kẹo đường mềm dẻo ha, được làm từ lòng trắng trứng, gelatin và syrup. Cái này thì mình mua ở chỗ bán nguyên liệu làm bánh là có, hoặc là mình có thể gõ cái tên marshmallow lên trên internet đó và mình xem cái nơi nào nó bán. Cái này nó hơi to, vì vậy Diễm sẽ cắt ra cho nó nhỏ chút để khi mà mình khuấy trên bếp đó, nó tan nhanh hơn. Bắt một cái chảo thiệt là to nha, chảo to để khi mà mình trộn được dễ dàng. Để tạo độ béo thơm thì mình nên dùng bơ động vật, bơ sữa đó, 200g và là bơ có muối. Còn nếu mà mình dùng bơ không có muối thì mình thêm tí xíu muối vào giúp cho cái bánh nó đậm đà hơn. Cho bơ vào trong chảo nè, rồi bây giờ mình bật bếp lên và mình để cái lửa trung bình nhỏ thôi nha. Quan trọng là mình làm cho bơ nó tan thôi. Đừng có làm cho bơ nó sôi, nó nóng quá thì cái sữa nó tách khỏi bơ, làm giảm đi cái độ béo thơm. Đó, mình khuấy đều, mình thấy bơ nó tan nhưng mà nó không có sôi ha. Khi mà bơ tan hoàn toàn rồi thì Diễm mới lấy marshmallow 250g mình cho vào. Mình đảo thật là đều để cho marshmallow này nó tan. Lúc mà Diễm làm tan bơ, Diễm để bếp số 5, nhưng mà khi cho marshmallow vào thì Diễm tăng lên số 7. Để cho nhiệt nó nóng hơn chút á, cho marshmallow nó tan được dễ dàng hơn. Đó, khi mà mình thấy marshmallow bắt đầu nó tan hoàn toàn thì mình khuấy theo một chiều để bơ nó hút thiệt là nhanh vào trong marshmallow. Và lúc này mình hạ xuống cái lửa nhỏ nha, Diễm hạ xuống số 5 trở lại nè. Khi mà mình thấy bơ nó đã thấm đều hết trong marshmallow thì Diễm lấy thêm một muỗng cà phê tinh chất vani đó, mình cho vào giúp cho cái bánh nó được thơm hơn. Rồi mình cũng tiếp tục, mình khuấy theo một chiều như vậy, cho cái chất vani á, nó hòa đều vào trong cái hỗn hợp marshmallow và bơ. Và cuối cùng, mình sẽ lấy cái gạo giòn đó, mình cho vào hết luôn. Rồi mình trộn lên cho thiệt là đều. Quan trọng là mình thấy á, cái hỗn hợp marshmallow nó bao đều hết cái gạo này. Bởi vậy Diễm mới nói chọn cái chảo thiệt là to ha. Nhà Diễm thì cái chảo này nó to nhất rồi. Nếu mà cái chảo to đó thì mình trộn nó dễ dàng và trộn nhanh hơn. Nhưng mà thật ra dễ lắm. Mình cứ để cái lửa nhỏ và mình trộn tới khi nào mà mình thấy nó đều là được. Diễm trộn thì chắc cũng khoảng gần 3 phút á. Đó, khi mà mình thấy đều hết như vậy rồi thì mình nhấc khỏi bếp nha. Và mình lấy một cái tờ giấy nướng bánh lớn đó. Mình dùng giấy nướng bánh để cho khi mà mình để cái bánh này lên nó không có bị dính. Rồi mình cho hết cái phần bánh này vào ngay giữa của tờ giấy. Và để dễ dàng hơn thì Diễm dùng một cái khuôn có kích thước là 22 x 28 cm. Rồi mình sẽ cho cái hỗn hợp bánh nè vào trong khuôn và mình dàn ra. Như vậy thì nó dễ dàng hơn. Còn nếu mà mình không có khuôn thì mình cứ để trên cái mặt phẳng và mình ép thật là chặt cũng được. Lúc đầu tiên mà Diễm làm thử công thức này thì Diễm không có dùng khuôn, Diễm thấy làm vẫn đẹp, vẫn ngon. Sau đó mình sẽ dùng cái cây quét bột đó, mình tém cho cái hỗn hợp bánh này nó đều. Rồi mình đeo bao tay vào và mình ấn thiệt là chặt ha, cho cái cốm này nó kết dính với nhau. Nếu mà mình không có bao tay, mình có thể lấy thêm một cái tờ giấy nướng bánh đó, mình đặt lên trên và mình ép cũng dễ nữa. Quan trọng là mình ép chặt cho cốm nó kết dính lại nha. Sau khi ép thật chặt chặt rồi thì mình lấy ra khỏi khuôn và mình để cho cái bánh này nó nguội. Mình để trong khuôn thì nó dễ bị động hơi đó. Để cho bánh nguội hoàn toàn rồi, bánh cứng lại thì mình mới mang mình chia. Tùy mình thích cái bánh nhỏ hay bánh lớn nha.
Cái này thì Diễm chia ra thành từng miếng. Hôm nay Diễm chia nhưng mà Diễm cũng không có đếm là bao nhiêu cái nữa. Mình muốn một cục vuông cũng được, hoặc là một miếng bánh hình chữ nhật cũng được luôn. Và mình chia xong thì mình cứ để bánh trên cái tờ giấy nướng bánh cho nó khô ráo chút. Rồi mình cất vào trong hộp kính hoặc là trong túi ha. Bánh có mùi thơm thoang thoảng của vani, khi ăn thì phần cơm giòn tan và nó béo nhẹ, không có ngọt đâu nha. Diễm nghĩ những em nhỏ sẽ rất là thích. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm bánh cốm ngào bơ sữa thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.